Hello, xin chào các bạn. Vâng, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang một chiếc iPhone mới. Vấn đề này thì hiện tại đang rất nhiều các bạn mua hàng online đang gặp phải và bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Đúng không? Bởi vì thời đại bây giờ chúng ta mua online rất là nhiều rồi. Chúng ta mua một chiếc điện thoại và được ship về tận nhà và nhận hàng. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta đã không biết cách phải xử lý thế nào khi chúng ta không mua trực tiếp và được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ khi cần chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ của chúng ta sang chiếc điện thoại chúng ta mới nhận được. Và mình sẽ hướng dẫn rất đơn giản và nhanh gọn, không cần dùng đến máy tính cũng như là không có một cái gì đó cao siêu cả và vô cùng dễ dàng. Các bạn hãy chú ý xem video này và mình hướng dẫn nhá. Thì đầu tiên, hiện tại ở đây mình đang có một chiếc iPhone XS. Cứ coi nhà chiếc điện thoại cũ đi, bởi vì là chiếc điện thoại này của bạn nhân viên chụp ảnh marketing bên mình đang sử dụng và bạn đang muốn đổi sang chiếc iPhone 12 này để dùng. Đó, thì chiếc iPhone 12 này là một chiếc line new bên mình đã bán ra với mức giá chưa đến 20 triệu. Hiện tại bây giờ hình như là hơn 18 triệu thôi. Cụ thể thì các bạn có thể vào website là mm.vn để xem nhá. Và mình có xếp sale đây toàn quốc chiếc iPhone 12 này đến tất cả các bạn luôn. Đó, giá là trên 20 triệu là chúng ta đã có một chiếc iPhone 12 rồi. iPhone 12 hiện tại bây giờ rất là an toàn bởi vì nó chưa có máy dựng, đúng không? Đó, thì mình sẽ chuyển dữ liệu từ chiếc này sang chiếc này một cách nhanh nhất nhá. Thì việc đầu tiên để chúng ta biết là chúng ta có liệu chuyển được dữ liệu hay không ấy, thì đây là một cách mà Apple người ta chỉ áp dụng ở trên iOS 12 trở lên. Đó, nếu mà anh em nào đang sử dụng iPhone 6 hoặc iPhone 5 mà iOS thấp quá thì cách này chúng ta sẽ không dùng được. Mà anh em phải bắt buộc phải xem, các bạn phải xem cái clip ngày xưa mình hướng dẫn bằng máy tính ấy. Đó, còn nếu mà máy nào của anh em và các bạn đang dùng iOS 12 ấy thì xem clip này nhá. Thì đầu tiên khi nhận được máy, đúng không? Nếu là máy mới thì bóc ra thì nó là chưa kích hoạt. Còn nếu mà là máy cũ hoặc là new như chiếc máy này ấy, thì việc đầu tiên nhận máy ấy thì là bắt buộc là anh em phải, các bạn phải đặt lại. Đó, đặt lại. Thì cái việc bước đặt lại rất là an toàn nhá. Mình hướng dẫn anh em cách mua điện thoại rất là nhiều rồi. Thì bước đặt lại để xác định là máy có bị lock lại hay không, hay là máy có bị iCloud ẩn hay không. Thế là khi nhận được máy và bật lên ở màn hình chính như này thì chúng ta cứ vào đặt lại thôi nhá. Thì vào đặt lại một cách là chúng ta vào cài đặt này, xong chúng ta vào phần cài đặt chung này, sau đó chúng ta vào cái phần là đặt lại này. Đó, xóa tất cả nội dung vào cài đặt. Thì bước này nó sẽ mất tầm khoảng 5 phút. Đó, chúng ta phải chờ đợi cho nó hoàn thành. Sau đó chúng ta sẽ vào kích hoạt và chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới nhá. Ok, cùng chờ một chút là thực hiện nào. Ok nhá, sau khi chờ đợi nó đặt lại xong ấy, thì đó, nó trở về cái trạng thái như chiếc máy mới. Đó là vào cái màn hình xin chào như thế này. Đó, thì chúng ta để nguyên nhá. Chúng ta sẽ chọn tiếng Việt và chúng ta chọn Việt Nam. Sau đó chúng ta để nguyên nhá. Bây giờ thao tác ở trên chiếc máy cũ này. Đó, iOS 12 trở lên nhá. Nhớ là iOS 12 trở lên nhá. Đó, và nhớ iCloud nữa. Chúng ta sẽ bật tất cả kết nối nó lên. Đó, ví dụ như là Wi-Fi và Bluetooth chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ bật lên nhá. Đó, và chúng ta sẽ để bên cạnh như này. Đó, thì sẽ chiếc xe máy cũ nó sẽ hiển thị lên nhà này. Đó, iOS 12 trở lên nó mới làm được. Thế là iPhone mới. Đó, nên các bạn nhìn thấy không? Đó, anh em nhìn thấy không? Đó, chúng ta ấn tiếp tục nhá. Ấn tiếp tục này. Đấy, thì hiện tại ở trên chiếc điện thoại mới nó sẽ hiển thị cái màn hình chờ như thế này. Có một cái làn bụi nó bay bay này nhá, trông rất là đẹp đúng không? Chúng ta xoay camera của chiếc máy này vào. Đây, khi xoay vào nhá, nó sẽ có vòng tròn mà chúng ta xoay vào đấy. Đó, thì nó sẽ chuyển, nó sẽ thiết lập và để chuyển dữ liệu. Nó sẽ cài đặt môi trường để chuyển dữ liệu từ chiếc máy cũ sang một chiếc mới. Đó, rất là dễ dàng. Đó, và kích hoạt này. Cùng chờ nhá, cùng xem nhá. Đơn giản phải không anh em, phải không các bạn? Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi là có thể chuyển được dữ liệu từ máy này sang máy này rồi. Và thời gian này nó sẽ mất, tùy thuộc vào dữ liệu của các bạn nhiều hay ít, là thời gian nó sẽ lâu hay chậm. Và cái việc này thì trong thời gian đấy thì chúng ta có thể là đi làm việc khác, hoặc là chúng ta có thể ngồi để trông coi nó cho nó cẩn thận. Và tuyệt đối là không được ngắt kết nối ở bất cứ chiếc máy nào nha. Đó, chỉ cần để hai chiếc máy bên nhau được rồi. À, nhưng mà không được ngắt kết nối ở chiếc máy cũ đi, nếu không cắt kết nối thì sẽ không sử dụng được. Hiện tại bây giờ nó sẽ hỏi này, có thiết lập Face ID hay không. Nếu mà chúng ta cảm thấy cần thiết thiết lập ngay thì chúng ta thiết lập ngay, mà không ấy, như mình muốn cho anh em xem nhanh thì mình sẽ bỏ qua nhá. Thiết lập xong cho cái đặt này. Đây, chọn mật mã và bỏ qua nhá, không sử dụng mật mã nhá, cho nó nhanh. Đó, để cho các bạn dễ hình dung. Nếu trong trường hợp có iCloud ấy thì ngay bước đầu chiếc máy này nó sẽ hỏi iCloud luôn, hoặc trường hợp nếu là máy lock khi lắp SIM vào nó sẽ báo là SIM không hợp lệ. Còn nếu là qua được bước này là hoàn toàn không ai là vào máy quốc tế chuẩn nhá. Đây là chuyển dữ liệu này. Đó, ok, chúng ta sẽ tiếp tục đồng ý với điều khoản của Apple. Tiếp tục tiếp. Cái này là iMessage và FaceTime, tất nhiên là dùng rồi đúng không? Tiếp tục đây.
Đó, chia sẻ ứng dụng hay không chia sẻ, thôi chọn không chia sẻ nhá, hoặc chia sẻ cũng được. Bây giờ nó sẽ hỏi mật khẩu để chúng ta có thể cài ứng dụng vào được, đúng không? Bây giờ mình sẽ đăng nhập mật khẩu nhá. Đó, thì đây là cái mật khẩu iCloud ở trên máy cũ ấy. Thế nên là nếu mà chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới thì bắt buộc phải nhớ iCloud ở trên máy cũ nhá. Còn không nhớ được thì tốt nhất là thôi bỏ qua cái việc đấy, đúng không? Đó. Ok, bây giờ là cái máy cũ nó sẽ hỏi là có đồng ý cho sử dụng hay không khi chúng ta bỏ một hai lớp ấy. Ở trên iCloud nó sẽ hỏi này. À, dãy số đây 627897 đó, đây là mã xác thực hai yếu tố đó. Bây giờ nó sẽ chuyển dữ liệu nha, đó rất là dễ, không cần dùng máy tính, và cái này nó sẽ chuyển hoàn toàn dữ liệu từ máy cũ sang máy mới luôn, như là ứng dụng này, tin nhắn này, danh bạ này, ghi chú này, hình nền ảnh, tất cả các thứ là nó sẽ chuyển sang, và hoàn toàn là nó không, rất là an toàn nhé, và gần như là chuyển hết, chỉ có điều là chúng ta ấy là phải nhớ được mật khẩu iCloud. Và thì bây giờ chờ đợi thôi, thì cái sản phẩm cũ này của mình ấy thì mình đang dùng rất là nhiều, rất là ít thôi, thế nên chuyển nhanh có 3 phút là nó tính, khoảng 3 phút là xong thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ như là chiếc điện thoại của các bạn đang dùng ấy mà nó dung lượng nó nhiều nhiều, ví dụ tầm khoảng 64GB mà các bạn dùng gần hết ấy, thì nó sẽ chuyển mất khoảng 30 phút hoặc là lâu hơn. Đó, thì cái bước chuyển này là mình thấy là nó chuyển được gần như hoàn hảo, gần như đầy đủ. Còn ví dụ như là chuyển bằng máy tính ấy, bằng backup ấy, thì nó cũng chuyển hết, nhưng nó lâu hơn cái bước này. Apple khi nó ra mắt iOS 12 thì mình rất thích cái tính năng của nó này của nó, mà mình lại sơ suất khi mà mình không hướng dẫn anh em từ đầu, mà mình chỉ hướng dẫn anh em cách chuyển bằng máy tính thôi, bởi vì là ngày trước iOS thấp hơn 12 rất là nhiều ấy, thì mình sẽ hướng dẫn bằng cái đấy. Nhưng bây giờ là đa phần các thiết bị là chuyện chọn nó chuyển, hiện tại dùng iOS 12 trở lên rồi ấy, thì là dùng cái này là chuyển là mình thấy ok nhất, mà lại không phải dùng máy tính mà rất là dễ, đúng không? Bây giờ mình làm hướng dẫn cho các bạn xem để là các bạn có thể chuyển được dữ liệu mà không cần đến đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, bởi vì là hiện tại bên mình đang bán COD rất là nhiều luôn, những chiếc iPhone 12 này bên mình bán ra ngoài thị trường vô cùng là nhiều luôn, và mọi người đang nhận được máy và có kêu mình là bây giờ chuyển dữ liệu máy cũ sang máy mới như thế nào ấy, và mình hướng dẫn cho từng khách hàng một. Mình phải hướng dẫn rất là nhiều ấy, thành ra mình sẽ làm những clip này để các bạn khách hàng mỗi lần hỏi thì mình sẽ gửi clip này cho, và các bạn sẽ làm theo mình để chuyển được dữ liệu. Nếu mà các bạn xem clip này mà các bạn thấy có vấn đề gì khó khăn hay là vấn đề gì bị lỗi ấy, thì các bạn có thể comment ở dưới video ấy, thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn thông qua phần mềm Zalo hoặc là thông qua cái trên máy tính là TeamView nếu trong trường hợp chúng ta cần phải dùng máy tính, còn không thì Zalo cứ gọi cho bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn từ xa cho luôn. Đó, rất là dễ. Ok nhá. Bây giờ thì nó chuyển xong rồi và trên chiếc máy cũ nó báo hoàn thành nhé, còn chiếc máy mới thì bắt đầu nó sẽ cài đặt. Thì cái bước này là các bạn để nguyên nhé. À, một lưu ý khi mà chúng ta chuyển dữ liệu này thì các bạn nên sạc điện thoại mới nó đầy đầy một chút. Và điện thoại cũ cũng vậy, để nó có thời gian nó chuyển dữ liệu cho nhau. Ví dụ như thời gian nó chuyển lâu chẳng hạn mà các bạn để hết pin ấy thì nó sẽ gián đoạn cái việc đấy. Thế nên là các bạn phải sạc đầy nhá. Khoảng trên 50% đi. Đó, iPhone thì pin mới nó rất là ngon rồi, chúng ta không còn phải quan tâm nữa. Không phải phàn nàn gì cả, nhưng tốt nhất chúng ta vẫn lên sạc đầy, bởi vì nhiều khi bạn nào, ví dụ như các bạn nữ chẳng hạn, thì mình thấy hay các bạn nữ hay chuyển nó rất là lâu, ví dụ như dữ liệu của các bạn đến mấy trăm GB chẳng hạn mà các bạn sạc không đủ pin, các bạn chuyển đi chuyển lại mất thời gian lắm. Đó, trên chiếc điện thoại cũ thì bây giờ chúng ta lại sử dụng bình thường được. Đó, các bạn lại sử dụng bình thường được nhé. Đây, có thể muốn làm gì thì làm. Còn chiếc điện thoại mới thì nó tiến hành cài đặt, thì cứ bước này là tùy dữ liệu ít hay nhiều ấy thì chúng ta cũng phải chờ đợi, và xong thì là sử dụng bình thường. Đó, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi và khi xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cách hoàn thành nha. Đó, chiếc máy này của mình nó ít dữ liệu, thành ra nó rất là nhanh đúng không? Nó chỉ mất tầm khoảng 2 phút đã xong rồi. Đây, các bạn thấy thế nhá. Hiện tại bây giờ là hình nền này. Đó, giống chưa? Hoàn toàn giống nhá. Ứng dụng nó đang cài lại này, và cách sắp xếp ứng dụng là nó cũng sẽ rất là tương tự giống nhau. Đây này, bởi vì nó chuyển hết toàn bộ mọi thứ sang mà. Đó. Tất cả những phần mềm nó sẽ cài lại này, ví dụ như là phần mềm B612 hay là phần mềm TikTok sẽ cài lại và xếp ở vị trí giống hệt nhau. Đó, thì cách chuyển dữ liệu này rất là thích, bởi vì như vậy đó, tất cả dữ liệu nó sẽ về hết nha. Đó, tất cả dữ liệu như lịch sử, tin nhắn, cuộc gọi, tất cả các thứ nào sẽ về hết, kể cả ứng dụng rồi mọi thứ là nó sẽ về rất là đầy đủ luôn. Đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi nó kết nối mạng và nó sẽ download về thôi là xong. Đây này, tất cả ảnh nha. Cái này là cái máy là chuyên cho một bạn ở bên mình, bạn chụp ảnh đăng lên Facebook ấy. Đó, tất cả ảnh này 499 bức ảnh là nó cũng sang luôn này. Đó, rất là đầy đủ này. Đó, mình bán rất là nhiều điện thoại các bạn nha, mình bán rất là nhiều điện thoại Android cũng như là iPhone rất là nhiều luôn, và cả loa hãng này, loa Harman Kardon này, tất cả thứ này.
Bên mình thì có website là bnm.vn, các bạn có thể vào website đó là các bạn xem sản phẩm bên mình, và bên mình có ship xe đi toàn quốc nhá. Nếu mà bạn nào đang xem video này mà muốn mua sản phẩm nào bên mình ấy thì bạn có thể liên hệ đến số điện thoại là 0225 652 6789, hoặc là website bnm.vn có phần chat với cả nhân viên ấy, hoặc là Facebook là cũng là bnm.vn, điện thoại siêu rẻ luôn đó, hoặc là comment ngay dưới video này thì mình sẽ liên hệ và mình sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng. Bên mình ở COD toàn quốc, và ví dụ sản phẩm điện thoại bên mình sẽ có bao test ít nhất là 45 ngày, nếu trong trường hợp nhận hàng lỗi thì mình sẽ đổi cho sản phẩm khác và hoàn toàn không mất phí. Bên mình đã ship rất là nhiều hàng rồi, mình chưa phải đổi lần nào đâu, chỉ có khách người ta dùng thích quá và người ta lên đời thôi. Đấy là cái việc mà mình quảng cáo tất nhiên rồi, nhưng mà mình cũng không phải là mình nói điều một chút nào đâu đó. Các bạn có thể đặt hàng, và nếu các bạn xem clip này mình dẫn các bạn thấy hay quá thì nhớ cho mình một like nhá, và subscribe kênh YouTube của mình. Mình sẽ đưa rất nhiều cái thủ thuật về điện thoại cũng như là hướng dẫn các bạn chọn mua điện thoại một cách chuẩn nhất. Thì hiện tại bây giờ đang sản phẩm iPhone 12 đã có line new rồi, và sắp tới này mình sẽ làm một cái hướng dẫn chọn iPhone 12 này sớm nhất, bởi vì hiện tại bây giờ nó có hàng dựng đầu, nó toàn hàng đẹp thôi, hàng còn bảo hành thôi, thành ra không có hàng dựng. Nhưng là sắp tới sau này nó sẽ có, nên là mình sẽ sớm làm clip để hướng dẫn các bạn nhá. Các bạn xem clip, chào và hẹn gặp lại.